Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mà có thể chiến thắng được trong cái tournament. Tất nhiên là có thể là các bạn sẽ không luôn luôn đạt được cái thứ hạng thứ nhất, nhưng mà nhà mình sẽ nâng cao được cái khả năng chiến thắng. Ok, đầu tiên thì là trong khâu chuẩn bị. Giờ mình có chia làm hai khâu, một là khâu chuẩn bị, hai là cái khâu bắt đầu. Thì khâu chuẩn bị quan trọng hơn, và như các bạn đang thấy là mình thu hoạch hết tất cả những cái cây non, ta kiểu những cái quả mà nhỏ, và chỉ để lại những cái cây quả to thôi. Để làm gì? Để lát nữa là mình sẽ thu hoạch những cái cây to đấy vào trong cái lúc mà mình đang ấn bắt đầu tournament. Như thế thì là mình sẽ được lợi, ta gọi là ăn gian hiệp đầu tiên đấy. Đó, thì là những cái nào mà mình được perfect till như vừa rồi ấy, cái mà vàng 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 phát sáng ấy, thì là nên 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 giữ lại để seed spray. Còn lại thì những cái bình thường mà nhỏ ấy, thì là các bạn cứ thu hoạch hết đi. Đấy, thu hành nhất như này thì chỉ có như vậy thì mới may ra đánh được với cả những cái bạn mà level 70 ấy, vì mấy bạn đấy là trống ra khỏe và những cái dụng cụ khác cũng rất là cao. Thì ở đây thì mình sẽ hoàn toàn là cày chay, tức là không dùng một tí nước nào cả, không dùng nước nhá các bạn nhá. Rồi đây, cứ làm thế cho đến khi nào nó thành được cái thành quả như thế này. Đó, các bạn thấy không, tất cả đều là những cái cây to. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến cái chỗ Darkwing, thì đây là ở chỗ trong lobby đó, các bạn nhìn thấy nghe cái chỗ này quen không? Thì cái ông Darkwing này thì các bạn phải làm một số nhiệm vụ thì nó mới mở. Đấy, thì ở đây là trong cái này thì là mình sẽ mua cái spray 1, không cần phải mua spray 2 đâu, nhưng mà tiện thì mình mua luôn. À, bạn nào vào đây thì nhớ mua thêm cái pearl nhá, đừng có ai quên mua pearl đấy, tại vì vé thì không dùng được làm gì, nhưng mà ngoài mua cái chỗ đấy còn pearl thì rất quan trọng. Ở đây thì còn một cái nữa là ở trong cái phần túi, đấy là cái góc cuối cùng, thì vì mình ít khi dùng. Hôm nay thì mình mới up lên, thì các bạn ấn vào quả cà tím và nâng nâng nó lên level cao nhất các bạn có thể nhá. Nếu như được thì nâng luôn cả Laborer đi để mà nâng được cao hơn, nhưng mà mình không nâng được nên là ấy. Còn đây, bây giờ thì mình đã ấn bắt đầu, các bạn có thể nhìn thấy cái chỗ tournament ở trên phía trên ấy là 29 kiểu 29 phút đấy. Đấy, thì đây là cái thời gian bắt đầu tính đấy, các bạn thấy không? Như thế này thì là mình sẽ được lợi cái phần mà ấy, ôi chết lại lag sao? À được rồi. Cái được lợi cái thời gian mà đáng lẽ mình thu hoạch ấy, và mình cũng tiết kiệm được cái spray. Lát nữa mình sẽ, sau khi mà mình thu hoạch xong cái phần này này, các bạn sẽ thấy là mình dùng cái spray để làm gì. Oh wow, nhìn này, mình còn được cả ấy mới nữa, new record nữa. Ok, thì mình cứ trồng như thế này thôi. Cái hiệp đầu tiên ấy thì là các bạn nên là trồng đến đâu rồi tưới nước luôn đến đấy. Tại vì như thế thì làm cái thời gian nó chênh lệch không nhiều ấy, thì lát nữa là các bạn sẽ đi lên thì sẽ tiến lên nhanh. Còn nếu như mà mới hiệp đầu tiên mà các bạn đã kiểu ấy luôn ấy thì là nó không nhanh bằng. Thì đấy, đấy là cái lý do mình khuyên các bạn là phải tích nước ngay từ đầu. Ta tích nước đầy trong bình và tích nước ở trong cả cái pump nữa để bây giờ thì có thể sử dụng luôn. Thì tại sao lại phải tích như thế, thì tại vì kiểu nhiều người ấy là không có nước từ trước. Nhưng kiểu mình ấy là pump của mình mới level 1 thôi, rất là yếu, và cái bình nước của mình cũng chỉ là level 1 thôi, nó không được được nhiều. Nên là để mà có thể cạnh tranh được với cả những cái bạn mà có pump khỏe ấy, với cả có bình nước khỏe ấy, thì là mình chỉ còn tách là tiết kiệm thôi. Mà nhiều khi tiết kiệm như vậy cũng không đủ nữa. Vì cái này là tận 2 hiệp cơ, đây là mình mới trồng được hiệp đầu tiên thôi. Cái bạn trồng trước, cái bạn đồng đội của mình ấy là trồng được 2 hiệp rồi. Và bạn ấy đang là có tổng số là 1.000 kg. Tất nhiên là bạn ý thì cả pump cả bình đều cao hơn mình. Hoặc là các bạn có thể mua cái club VIP này này. Đó, mình vừa mới mở ra các bạn xem ý. Đấy, sau đấy là bây giờ mình sẽ đứng ở đây chờ. Các bạn có thể làm một cái việc, một số việc khác trong cái lúc chờ, nhưng mà các bạn không nên đấy đâu nhá. Và ở đây thì có nhiều người khuyên là dùng pearl ý, đập pearl vào ý, thì mình cũng khuyên là không. Còn đây là, đấy các bạn thấy không, mình để sang đến free. Tại vì theo mình ý, cái pearl là rất là quý. Ôi chết, đừng có ai thu hoạch cái phút giây đấy nhá, là hơi ấy đấy. Đấy, mình trồng cái seed spray này vào. Thì cái spray này là không lý tưởng nhất ý, thì là cứ lúc nào, ngày nào các bạn vào game các bạn cũng ra cái chỗ của ông Darkwing để các bạn mua. Tại vì thật ra là vé mà dùng làm nhiệm vụ của Darkwing ấy cũng nhiều. Nên là không dùng thì cũng phí ra. Ra cứ dùng để mua cho nó sướng đi. Rồi, đấy, xong rồi lại ấn vào đây. Ấn vào mấy cái free đấy, xong rồi lại seed spray vào. Khi nào xịt hết toàn bộ vào cái spray vào rồi thì mới thu hoạch một thể nhá. Còn nếu như mà ở đây ấy, có bạn nào mà kiểu thích chơi hệ trồng rau này rồi là háo hức cái tournament ấy, thì là các bạn nên làm kiểu nâng cấp lên cái cuốc trước nhá. Cái cuốc xong rồi hãng nâng cấp lên cái lưỡi hái.
Tại vì cái lưỡi hái ấy là nó chỉ giúp mình tiết kiệm cái năng lượng thôi, cái energy ấy. Trong khi cái nếu mà các bạn mà chơi tournament thì làm cái nâng cái cuốc lên thì sẽ nâng được cái khả năng perfect tilt. Nâng được cái khả năng perfect tilt đấy thì là các bạn sẽ có khả năng mà được nhân đôi. Ta ví dụ như kiểu là một cái ô này mình thu hoạch được 4 quả nhá. Thì là nếu như được perfect tilt ấy thì là các bạn sẽ nên thu hoạch được tận 8 quả cơ. Nên là nếu như mà các bạn nào ấy thì là ưu tiên lên cuốc nhá, cuốc xong rồi hẵng lên lưỡi hái. À, cái này cũng là tùy mục đích thôi. Nếu bạn nào mà muốn kiểu là muốn tiết kiệm energy đầu tiên ấy, đấy là cái tiêu chí đầu tiên thì có thể nâng cái lưỡi hái. Mà theo mình thì nên nâng cuốc. Chứ còn lưỡi hái thì đâu phải lúc nào mình cũng thấy đâu mà cũng hơi kiểu, nói chung là theo theo mình là nên đại đại khái là theo mình là nên nâng cuốc. Nên lưỡi hái thì để sau. Nếu như mà các bạn thấy để ý thì sẽ thấy là lúc nãy là mình trồng đến đâu là mình tưới nước luôn đến đấy. Còn bây giờ là mình đi một loạt, mình thu hoạch xong rồi mình trồng cây xong rồi mình mới ấy bắt đầu là mình tưới nước. Là tại vì ở đây là cái lượt hai rồi thì mình phải tiết kiệm cái kiểu thời gian đấy, cái thời gian mà mình lúc sau mình có thể mình chạy đi luôn thế này này thì là một được được thêm một hiệp. Xong rồi nước thì là lúc sau mình quay lại ấy, là nó vẫn được, nó vẫn sẽ trừ 1 phút chứ nó không phải, ta nó sẽ trừ kiểu cái tính của nó là tính trên tổng thời gian nhá. Nếu các bạn để ý là nó sẽ tính trên tổng thời gian, ví dụ như kiểu là cái cây đấy là 1 tiếng chẳng hạn thì là nó sẽ trừ đi khoảng tầm mình không nhớ bao nhiêu nữa, nhưng mà nói chung là nó sẽ trừ trong một cái mức cố định dựa trên là cái độ dài của cái thời gian mà thu hoạch cái cây ấy, chứ nó không dựa trên cái thời gian còn lại đâu. Nên là kể cả bạn có tưới nước như thế này hay là tưới nước ngay lúc đầu ấy thì nó cũng không có nhiều sự khác biệt. Ok, bây giờ mình đi tưới những phần còn lại thôi. Đó. Thì cái đầu tiên, cái hiệp đầu tiên ấy mình làm kia là để cho nó cái thời gian mà ấy để mình tiết kiệm được cái thời gian lúc đầu. Còn làm thế này thì lúc sau thì mình đi tưới nước lại thôi, đằng nào thì mình đoạn cuối thì mình cũng phải chờ. Ta chờ là để cho cái cây nó lên hết ấy. Thì cái cách của mình thì nói chung là kiểu chỉ dùng free thôi. Mình hướng dẫn là dành cho cách cách dành cho các bạn chơi free. Đó. Thì các bạn thấy đấy. Ok, thì đây cũng là một cái cách mà kiểu tiết kiệm khá nhiều spray và cũng giúp cho các bạn nâng lên cái chỗ năng kiểu, gọi là năng suất nhất. Có thể. Tất nhiên là có thể là vẫn sẽ giữa việc là các bạn chơi cái này, chơi theo cái phương pháp của mình, cái mẹo on da này. Và với những cái bạn mà level 70 mà các bạn chơi cái này thì tất nhiên là có thể là cái bạn level 70 thì sẽ có nhiều cái lợi thế hơn. Nhưng mà tất nhiên là không phải bạn level bạn nào level 70 bạn cũng có thể xem được cái video này. Như kiểu là cái phương pháp mà mình dùng ấy là gọi là kiểu nó giống khá là giống với cái phương pháp gọi là mượn lực ấy, tức là lúc đầu thì mình sẽ lợi dụng vào cái gọi là cái mà khả năng ta cái tỷ lệ phần trăm mà nó được cái cây khổng lồ trước, sau đấy là mình mới dùng cái spray, tức là cái nội thêm vào cái tự lực của mình có thể tạo ra được một cái khổng lồ. Còn cái cách sắp xếp này này là mình để các bạn nào mà dễ hình dung ý, thì là cái cách sắp xếp này là để lợi lợi nhất cho mấy cái bạn nào mà dùng cái máy cày ấy là cứ chạy được một đoạn là ấy luôn. Còn nếu mà sắp xếp thành 4 hàng thì là sẽ bị lâu hơn. Đấy, cái perfect tilt ấy là cái mà ánh sáng vàng vàng vừa rồi ấy. Đó. Ok, thì mình cứ xịt như thế này thôi. Tại vì mình cũng không phải giàu nên là mình không có nhiều cái bình spray. Thì mình đành phải làm cái cách của hội nhà nghèo. Thì như thế thì tiết kiệm cái bình xịt spray hơn. Và cái khả năng mà chiến thắng thì mình cũng được cao hơn nữa. Tại vì nhiều khi là mình cũng không có cái đấy. Chờ một tí các anh em. Đấy, được rồi, được cái free rồi. Nói chung ấy là mình thấy là cái cách này thì thì cũng khá là thông minh đối với hội nhà nghèo đấy. Như chúng ta chơi cày này là cày gọi là cày chay ấy là này thì khá là ok đấy. Thì ở đây ấy, thì là cái phương pháp này thì các bạn có thể thấy là khá là giống với cái phương pháp mà gọi là mượn lực, tức là kiểu ví dụ như kiểu là mấy cái ông mà kiểu chủ tịch ấy, các bạn sẽ để ý là mấy ông đấy là không phải làm hết tất cả mà kiểu là sẽ mượn lực rất là nhiều. Ví dụ như kiểu là dùng đọc sách này, như kiểu các bạn nào mà chơi cổ phiếu ấy thì là các bạn sẽ biết là có cái ông Warren Buffett ấy, là ông ấy rất là giỏi trong cái việc là đầu tư, nhưng mà ông ấy cứ dường như là ông ấy thì là không
không trực tiếp tham gia quản lý vào những cái công ty mà ông ý ấy đâu, trừ cái công ty mà đầu tư của ông ý thôi. Còn những cái công ty mà ông ý mua cổ phiếu thì thường là ông ý sẽ để toàn quyền cho những cái người mà người gọi là CEO ở đấy, những cái người mà đã phát triển trước rồi. Thì đấy, đấy cũng là một cái phương pháp mượn lực, hoặc là những cái phương pháp mà là dễ hình dung hơn ấy, là mà mượn lực là gọi là mượn cái trí tuệ người khác mà áp dụng vào cái của mình ấy, là cũng là một cái rất là hay. Đấy là cái như kiểu nếu như các bạn nào mà hình dung mà kiểu thấy hay xem những cái video về người người giàu ấy, mà người ta nói là kiểu cái ý nghĩa việc đọc sách ấy, thì bản thân cái việc đọc sách đấy nó cũng là một cái mà gọi là mượn lực, tức là kiểu mình mượn cái trí tuệ của người khác này, những cái mà người ta đã suy nghĩ sẵn rồi, kiểu người ta ấy sẵn ra kiểu người ta nghĩ trước ra, người ta đi trước, và người ta cái kinh nghiệm của người ta thì là người ta sẽ đúc kết vào đấy, và mình đọc những cái trang sách đấy thì là mình cũng sẽ thông minh hơn. Giống như kiểu là các bạn mà xem thế này này, là các bạn đã áp dụng được cái sự sáng tạo của mình vào trong cái phương pháp của các bạn, thì là như thế là rõ ràng là các bạn là biết cách là cày hơn này so với những cái bạn mà không xem. Không có nghĩa là các bạn không xem thì các bạn không ấy, mà chỉ đơn giản là các bạn có thêm một kênh khán giả. Là mình có thể nói là những cái bạn mà mình subscribe kênh của mình ấy, thì mình phải công nhận là các bạn ấy chứng tỏ là các bạn ấy rất là thông minh, là khi mà đã biết là dùng cái lực của mình, tức là cái mà thời gian là mình bỏ ra để mình nghiên cứu cái game này chẳng hạn, thì mình có thể mình nghiên cứu mất một tuần này hay một tháng này để mình suy nghĩ này, cách cải biên này sao để nó có lợi nhất. Thì các bạn chỉ mất có 5 phút này, 15 phút này, 20 phút mà xem một cái video, thế là các bạn lại được cái thông tin đấy. Thậm chí là các bạn là như thế là có thể là các bạn sẽ thấy được thêm một cách nữa để cày là cái gì đấy. Đó cũng là một cách mượn lực mà rất là thông minh, mà kiểu đấy là cái lý một trong những cách mà kiểu người ta đọc ấy, là để trở nên kiểu có nhiều cái tri thức hơn. Còn nếu mà xem video mà thấy vui hơn này, mà vẫn có được nhiều ấy, mà vẫn được đạt được mục đích của mình, thì nó là rất là tốt, đúng không? Đấy, nên là thật sự là những cái bạn nào đang xem video của mình này, hoặc là đang subscribe cho kênh của mình này, thậm chí là like cái video của mình, thì mình chứng tỏ là mình có thể khẳng định luôn một điều là các bạn đã biết dùng lực, ta dùng cái tham khảo cái trí tuệ của mình để mà áp dụng vào cái Iceland của các bạn và giúp cái Iceland đấy phát triển hơn. Đó, thì cái này thì là thậm chí là kiểu mình thấy là chưa còn đúng hơn là như kiểu các bạn nhìn các cái chủ tịch ấy, rồi là CEO ấy, đâu phải là người nào cũng giỏi hết tất cả mọi thứ đâu. Kiểu như kiểu là những cái người rất là giỏi đi thì là người ta vẫn phải thuê kiểm toán ngoài này, kế toán bên ngoài này. Đâu phải là ai cũng biết hết được các nhiệm vụ kế toán đâu, mà thậm chí là những cái ông chủ đấy, ông ấy biết được nhiệm vụ kế toán thì nhưng mà ông ấy cũng không thể nào mà xem hết được. Nên là từng cái một thì ông ấy cũng sẽ không có thời gian để làm những cái việc khác. Thì là ông ấy thuê thêm một cái hội kiểm toán bên ngoài, và cái hội đấy sẽ làm thay cho ông ấy. Thì hiện tại như này thì các bạn cũng giống như cái ông chủ tịch đấy, và hiện tại là các bạn đang gọi là thuê mình, nhưng mà khác là cái là các bạn không tốn tiền, mà các ôi chết mình mình mải nói mình ấn nhầm, các bạn mà kiểu cũng giống như kiểu những cái ông chủ tịch đấy, là kiểu các bạn mượn lực của mình, nhưng mà khác cái là các bạn không tốn tiền, các bạn chỉ cần dành thời gian ra xem cái video này thôi. Là mình thật sự là thấy là kiểu những cái người mà xem này là rất là ấy đấy, rất là mình phải công nhận là các bạn đã rất là tinh tế. Nên hôm trước có một chị kiểu cũng là fan của mình, chị nhắn tin là chị bảo là kiểu nhiều xem cái video của mình là chị biết thêm được nhiều thứ trong cái game này ấy, và biết cách cày hơn ấy. Thì cái đấy cũng là cái động lực mà khiến cho mình rất là vui ơi khi mà mình làm cái video này, và mình cũng rất là cảm ơn chị ý là đã tin tưởng và xem cái video của mình đó. Hy vọng là chị đấy có thể chị xem cái video này thì là chị có thể nhận được cái lời cảm ơn của mình. Rồi thì ở đây là các bạn thấy mình hết energy rồi, thì bây giờ là mình sẽ tìm cái để mình ăn. Ưu tiên thì tại vì ở đây là mình 47 ấy cái no bụng rồi, nên là mình sẽ chọn cái nào mà nhiều energy nhưng mà ít tăng thêm ít phần no bụng thôi. Ok, tại vì mình không muốn là cái phần bị full. Rồi bây giờ thì là đến những cái phút cuối cùng của, đúng rồi, còn 3 phút nữa. Thì ở đây thì là cũng không kịp để mà trồng được cái hiệp tới ngay, nhưng mà vẫn có thừa thời gian để mà mình có thể chuẩn bị trước, thì là mình cứ chuẩn bị trước thôi. Mình cứ ấy cần. Thôi bây giờ mình sẽ tiện thể mình tới nước luôn, tại vì đằng nào cái trên cũng chưa được. Còn rồi, ok, được cái free rồi. Thì mình sẽ ấn vào. Và đấy, các bạn cũng sẽ làm theo cái phương pháp vừa rồi. Các bạn nhớ xem đến cuối video nhá, mình sẽ cuối video thì xong, khi mà sau hết phần này thì mình sẽ bật luôn cái kết quả mà mình đã nhận được sau một cái lần mà mình
mình trồng theo cái phương pháp này. Cái này thì hơi hơi cần cái seed spray này này thì là cần hơi hơi phải chịu khó một tí, tại vì các bạn kiểu phải đứng ra và ấn ấy. Rồi. Và cứ ấn như này thôi. Nhưng mà mình thấy là cái đáng lẽ cái game này ấy, nên nên mở thêm một cái chức năng nữa là cái seed spray ấy, là cũng nên cho là một phát được 4 cái luôn. Mình thấy như thế thì nó lợi hơn là ấn vào từng cái này, nó hơi lâu. Hy vọng là lần tới cập nhật thì là người ta sẽ cho phần đó. Rồi, ok. Xong. Và cứ tiếp tục như thế. Ô lại được một cái perfect deal rồi các bạn. Cái đấy thì để đến cái lượt mà tournament, kiểu cái lượt mà ấn tournament thứ hai ấy, là mình sẽ kể cả cái đấy có không được cái to ấy, thì là mình cứ cứ giữ lại rồi mình xịt spray, tại vì cái đấy được gấp đôi cơ nên chả chả tội gì. Ô được lên cấp này, lên level 6. Mọi khi mình chả bao giờ mình gọi là mình trồng cái cà tím này cả. Từ hôm nay mình chuẩn bị, thế là mình chắc là tại vì ngay ngay từ đầu là lâu quá không không trồng cái cà tím ấy, nên là nó hơi kiểu cái cà tím nó level nó hơi thấp. Hôm nay tự nhiên mình lên mình một phát được từ level 2 level 3 ấy, thế là nó lên một phát lên level 6 luôn như các bạn vừa thấy đấy. Tại cà tím này cũng ít dùng mà, ít dùng hơn lúa với khoai tây rồi các kiểu. Rồi thì mình cứ trồng như vậy thôi. Rồi đến đến vào những cái giây cuối cùng rồi, thì bây giờ thì kể cả quấy thì cũng không kịp thu hoạch được cái đoạn đầu, nên là mình cứ thu hoạch đến được đến đâu thì đến thôi. Rồi ok, đây là lượt cuối cùng rồi. Oh. Rồi xong. Hay là mình cứ chạy thử vòng vòng lại xem là có được không nhỉ? Mà mình nghĩ là vẫn không được đâu, tại vì cái này tận 10 phút cơ mà mình lại còn không mua ấy nữa. Ok, ôi, đấy là thấy cái ý nghĩa của việc tích nước không? Bây giờ làm xong mà cũng gần hết nước luôn. Thì mình cứ... À, chết, mình lại quen tay mình ấn tưới, đáng lẽ mình không nên tưới. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Cái thành quả của mình là 1900 đấy. Và vừa rồi là mình chỉ lấy một đoạn bạn. Ok, video của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào các bạn, bye bye.